Kính chào quý khán giả đang theo dõi Chuyển động Đông Tây của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang, được phát sóng trực tiếp lúc 11 giờ 30 phút hàng ngày. Mở đầu chương trình ngày hôm nay là một thông tin vui đối với cán bộ công viên chức. Chính phủ cho ban hành Nghị định 24 năm 2023 chính thức tăng mức lương cơ sở lên 1.800.000 đồng từ ngày 1 tháng 7 năm nay, thay thế Nghị định số 38 năm 2019. Mức tăng này tương đương gần 21% so với hiện hành. Những trường hợp được tăng lương cơ sở là người hưởng lương phụ cấp quy định tại Nghị định 24 năm 2023 của Chính phủ, bao gồm cán bộ công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 4 Luật cán bộ công chức năm 2008. Cán bộ công chức cấp xã, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam, sĩ quan, hạ sĩ, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân, công an và lao động hợp đồng thuộc Công an Nhân dân. Sau 3 năm không điều chỉnh tăng lương cơ sở vì những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, năm nay lương chính thức tăng giúp nhiều trường hợp có thêm chi phí trang trải cuộc sống. Chuyển động Đông Tây trưa nay còn nhiều thông tin đáng chú ý khác. Hai người đàn ông tử vong sau tiệc rượu nghi ngộ độc methanol. Thêm tiến bộ vượt bậc của ngành y học nước nhà, các bác sĩ tái tạo ngón chân cho bệnh nhân. Methanol là cồn công nghiệp, rất độc, uống một lượng nhỏ cũng có thể gây mù mắt, nhiều hơn có thể dẫn tới tử vong. Loại chất này bác sĩ nhận định bước đầu có thể là nguyên nhân gây ra cái chết của hai người đàn ông ở tỉnh Cà Mau sau tiệc rượu mới đây. Ngoài ra còn có một người khác phải cấp cứu. Trưa ngày 11 tháng 5, ông NVL, 43 tuổi, tổ chức nhậu cùng hai người bạn tại nhà ở xã Rạch Chèo. Sáng hôm sau, người bạn nhậu cùng là ông NVL có biểu hiện khó thở nên người nhà chuyển đến trạm y tế xã Rạch Chèo. Đến chiều ngày 13 tháng 5, ông này tiếp tục có biểu hiện mệt, nôn ra máu nên được gia đình đưa đến trạm y tế Rạch Chèo để khám. Nhưng khoảng 10 phút sau, ông tử vong. Hai người còn lại, một người cũng tử vong, một người đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Bác sĩ chẩn đoán người đàn ông này ngộ độc methanol và được lọc máu. Hiện ông qua cơn nguy kịch. Các bác sĩ khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa thành công trong việc phẫu thuật chuyển ngón chân lên để tạo hình lại ngón cái bàn tay cho một bệnh nhân nữ 45 tuổi. Cách đây hơn 7 tháng, chị D bị tai nạn lao động, máy ép trong cơ sở sản xuất của gia đình ép vào bàn tay trái gây thương tích. Sau tai nạn, bệnh nhân được xử lý phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương. Theo các bác sĩ, bàn tay có vai trò rất quan trọng trong lao động. Hơn nữa là ngón tay cái chiếm tới 50% chức năng của bàn tay, nên việc tạo hình lại ngón tay cái với những bệnh nhân bị cụt ngón cái như trường hợp của chị D là việc quan trọng trong quá trình điều trị. Đến nay, kết quả ca phẫu thuật rất khả quan, bệnh nhân được phục hồi ngón cái của tay với kích thước tương đương so với ngón tay của bàn tay lành, giúp chị tự tin hơn trong cuộc sống. Nỗ lực không ngừng của các y bác sĩ làm nức lòng người dân và bệnh nhân. Trước đó, nhiều ca phẫu thuật lập nên những điều kỳ tích. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hồi tháng 3 tiếp nhận cấp cứu nối hai cẳng chân bị đứt lìa cho nạn nhân do tai nạn lao động. Trong lúc đang sửa máy, anh DHH, 38 tuổi ở Thái Bình, bất cẩn bị tai nạn. Hai cẳng chân anh được bảo quản chuyển thẳng đến bệnh viện. Các bác sĩ thực hiện hai kiếp mổ liên tục trong khoảng 6 giờ để cứu được chân của bệnh nhân. Sau 2 ngày nằm hồi sức, bệnh nhân ổn định và được xuất viện. Các bác sĩ cho biết, rất hiếm gặp trường hợp đứt rời cả hai cẳng chân. Đây là trường hợp đầu tiên được nối lại cả hai cẳng chân trên một người bệnh ở Việt Nam. Hiện bệnh nhân cử động gấp được các ngón chân, tiên lượng phục hồi chức năng tốt. Trong phần sau chương trình, bóng bàn Việt Nam giành tấm huy chương vàng lịch sử SEA Games sau 26 năm. Gặp gỡ những người giữ hồn cho nghề gốm ở vùng Bảy Núi.
Từ ngày 20 tháng 6 tới, nhiều quy định mới về bán hàng đa cấp có hiệu lực. Thành phố đáng sống Đà Nẵng phấn đấu trở thành phim trường quốc tế. Người trồng cà phê héo hon vì nhiều diện tích ảnh hưởng nắng hạn kéo dài. Hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam trải qua ngày thi đấu vô cùng thành công khi giành đến 20 huy chương vàng tại SEA Games 32. Đây cũng là ngày thi đấu mà các vận động viên nước ta giành được nhiều huy chương vàng nhất kể từ khi giải đấu khởi tranh. Đến nay, đoàn Việt Nam có tổng cộng 107 huy chương vàng, đứng vững ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32. Đoàn bỏ xa Thái Lan đến 16 huy chương vàng và đang hướng đến việc bảo vệ thành công vị trí này. Gấp vào cơn mưa dễ dàng trong ngày thi đấu hôm qua của đoàn thể thao nước ta, bóng bàn giành một huy chương vàng. Đây cũng là tấm huy chương vàng lịch sử SEA Games sau 26 năm. 26 năm kể từ lúc Mạnh Cường, Thu Thủy có tấm huy chương vàng SEA Games, thì chiều qua, hai tay vợt Việt Nam Đinh Anh Hoàng, Trần Mai Ngọc mới lập lại tấm huy chương vàng đôi nam nữ SEA Games sau chiến thắng 3-1. Cặp đôi xuất sắc đánh bại đối thủ cường quốc bóng bàn trong Đông Á Singapore 3-1 để lên ngôi vô địch SEA Games 32. Một trận đấu rất cống hiến và kịch tính lẫn hồi hộp. Trong set thứ tư, bằng việc tung ra dẫn và đánh bóng chéo góc rất hiệu quả, đó là chìa khóa giúp cặp đôi Việt Nam giải quyết trận đấu tốt hơn để chạm đến vinh quang. Hôm qua tại chùa Tổ Đình Sắc Tứ Long Sơn ở xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, diễn ra lễ đón nhận xác lập kỷ lục Việt Nam do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao cho 70 bức tượng và bộ kinh bổn môn Pháp Hoa được điêu khắc trên giỏ ốc tai tượng tại chùa Long Sơn. Các tác phẩm điêu khắc trên giỏ ốc bao gồm tượng điêu khắc Tam Thánh, bộ kinh bổn môn Pháp Hoa, tượng Thập Đại Đệ Tử, Thập Bát La Hán, Phật Di Lặc, Bồ Tát Thích Quảng Đức. Được biết, vào năm 2013, một đệ tử của chùa Long Sơn đi ra đảo Trường Sa lớn và gửi về những giỏ ốc này. Nhận thấy những giỏ ốc này quý giá, chùa Long Sơn gửi cho các nghệ nhân để điêu khắc tượng, kinh Phật lên những giỏ ốc nhằm mục đích đền ơn, ca ngợi công đức của các vị Phật, Bồ Tát. Trước đây, chùa Long Sơn từng là nơi mà Bồ Tát Thích Quảng Đức xuất gia, tu tập và được trùng tu nhiều lần. Hiện nay, chùa vẫn còn lưu giữ hơn 40 hiện vật quý giá như các sắc phong, bản mộc, tượng Phật gỗ quý hiếm. An Giang là một trong những tỉnh có người Khmer sinh sống nhiều nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Với sự cộng sinh của các dân tộc cũng như lợi thế địa hình đồi núi nên tập quán phong tục của bà con cũng có sự khác biệt. Có thể kể đến sáng tạo trong sản xuất đời sống của người dân tạo nên nét văn hóa độc đáo cho vùng Thất Sơn. Ngoài sản xuất nông nghiệp, người Khmer ở vùng Bảy Núi còn có nghề dệt thổ cẩm, nghề nấu đường thốt nốt và nhiều nghề lâu đời khác. Trong đó, nghề làm gốm còn gọi là cà ràng và cà ôm luôn được nhắc đến bởi nét độc đáo. Theo nghề từ năm 14 tuổi, chị Nè An Sóc Ná cho biết, đất được bà con mang về ủ một thời gian, loại bỏ hết sạn. Sau đó, người thợ trộn đất với nước theo tỷ lệ thích hợp, rồi đập sao cho đất dẻo mà không nhão, dính kết mà không khô. Nhìn thì đơn giản, nhưng có lẽ cà ràng, cà ôm, bền và đẹp nhờ vào kinh nghiệm nghề nghiệp của bà con. Tại ngày nãy cũng cực khó gì đó, anh ta nghĩ làm. Không giống như các loại gốm khác, nghề làm gốm Phnom Penh phần lớn chỉ có phụ nữ làm. Kỹ thuật làm gốm bằng tay nhờ vào kinh nghiệm truyền nhau nhiều đời. Sau khi hoàn thành các công đoạn, việc sau cùng là chỉnh sửa uốn nắng, cân đối hình dạng, rồi đem ra phơi dưới ánh nắng mặt trời. Sau một nắng gắt, mọi người đem sản phẩm chất thành đống, phủ lớp rơm, chất củi xung quanh và đốt trong khoảng 2 tiếng là có sản phẩm hoàn chỉnh. Giờ người mua ít dần nên bà chỉ nhận gia công theo đơn đặt hàng, mỗi cái lời được khoảng 20.000 đồng. Ta luôn luôn ta mua một lần chứ, một cái hai cái, còn ta đi bán
một gân trên tô 6 cái, 5 cái. Cuộc sống hiện đại với nhiều sản phẩm nhôm sành sứ công nghiệp ra đời nên mọi người ít có nhu cầu dùng gốm. Tuy nhiên, tình yêu của người dân dành cho gốm vẫn không thay đổi. Nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, thị trường khách sạn cũng dần có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nhu cầu du lịch của khách trong và ngoài nước vẫn chưa đủ để nâng công suất lên 100% tại các khách sạn. Các chuyên gia khuyến cáo các chủ khách sạn cần đưa ra chiến lược vận hành hợp lý để nâng dần công suất và xây dựng cải tạo dự án theo từng giai đoạn để tận dụng hiệu quả cơ hội này. Hiện khách du lịch quốc tế tới Việt Nam chủ yếu tới từ thị trường Hàn Quốc, tiếp theo là Mỹ, Thái Lan và Trung Quốc. Nội dung này cũng khép lại Chuyển động Đông Tây trưa nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.